cho muôn nơi và niềm vui không ngơi. Ta không ngơi để tình yêu ra khơi, ta ra khơi dù ba chơi vơi, ba chơi vơi không cần ta buông lời. Anh em ơi xin đừng lo chơi vơi, mau ra khơi tôi cũng mau ra khơi với sức kỳ tô. Bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dù con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa ngầm ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Tựa bình minh thăm sáng chiếu rạng ngời đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa ngầm ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng. Bình minh thăm sáng chiếu rạng ngày đời con này, tình yêu Thiên Chúa soi dọi bước đường đời con đi. Dù gian lao nguy khó, dù bão táp phong ba, dù chập chùng gian khổ, con sẵn sàng vượt qua. Chúa dìu con bước tới khắp nẻo đường thế gian, Chúa dìu con đi mãi qua biển rộng trời cao. Đường con đi theo Chúa ngập ánh sáng yêu thương, trọn đời con chung kiên trong hai tiếng xin vâng.
đường con đi theo Chúa, nhờ ánh sáng yêu thương, Chúa ôm đời con chung tiên, trong hai tiếng xin vâng. Kính quý cha, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, những cơn mưa suốt mấy ngày qua là những cơn mưa hồng ân. Những làn gió mùa thu mát mẻ đang bao trùm khắp thôn làng giáo xứ Hạ Trang thân yêu của chúng ta trong một buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép chúng con Giuse Thành Sơn và Maria Nguyễn Huế xin được gửi tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn, quý vị không cùng tôn giáo với chúng tôi đang hiện diện trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Lời chào, lời chúc sức khỏe bình an trong Đức Giêsu Kitô. Trọng kính cha xứ Anton,
Kính thưa quý cha, quý thầy, Đan viện Châu Sơn Đơn Dương, kính thưa quý sơ, kính thưa toàn thể quý vị không cùng tôn giáo và toàn thể quý cộng đoàn đang hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Thật là một buổi tối đặc biệt, Cộng đoàn Giáo xứ Hạ Trang cùng vui mừng hội tụ về nơi thánh đường thân thương này để cùng chung lời tạ ơn cùng với Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm, một người con của quê hương Hạ Trang đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến để trở nên linh mục của Chúa cho giáo hội và cho quê hương. Sau ba năm kiên tâm dấn thân, tiến bước trên hành trình dâng hiến cho Thiên Chúa với bao gian nan thử thách, hôm nay ước mơ làm linh mục đời đời của Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn đã đơm hoa kết trái. Kể từ đây, Tân Linh Mục không còn sống cho chính mình, nhưng được thánh hiến để dành chọn con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ Cộng đoàn Dân Chúa. Xin giới thiệu với toàn thể quý Cộng đoàn, Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm. Vâng, kính thưa quý vị, về dự đêm hoan ca tạ ơn trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay, con xin được trân trọng và giới thiệu sự hiện diện đầy chân quý của cha tôn Maria Trần Công Ý, cha xứ chính xứ Hạ Trang. Chúng con vui mừng chào đón quý cha, quý thầy Đan viện Châu Sơn Đơn Dương. Chúng con cũng vui mừng chào đón sự diện của tất cả quý sơ, các dòng tu cũng đang hiện diện và chúc chia niềm vui đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay với chúng con. Chúng con cũng vui mừng chào đón các em thiếu nhi thánh thể, các bạn giới trẻ, các hội đoàn đến từ các giáo họ trong giáo xứ Hạ Trang và Thượng Trang đang hiện diện nơi đây để chung chia niềm vui trong đêm hoan ca tạ ơn này. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, để chúc chia niềm vui trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay, giờ đây con xin được mời lên sân khấu cha xứ Anton Maria Trần Công Ý, Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm cùng bước lên sân khấu để khai mạc đêm hoan ca tạ ơn với chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Con xin trân trọng kính chào quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả anh chị em. Tôi hân hạnh được khai mạc, nhưng mà trước khi được khai mạc thì chúng ta nhìn lên cái táp lô này. Chúc mừng Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lân. Thì với tất cả những cái đó ai chúng ta cũng dễ dàng hiểu, nhưng mà còn cái dòng chữ bé ở trên thì chúng ta chưa hiểu được ý định của cha mới. Làm sao lại chọn cái lời này? Xin cha mới giải thích cho. Dạ, trọng kính cha xứ Anton Khả Kính, trọng kính quý cha, quý thầy mến yêu, trọng kính toàn thể anh chị em thân thương, các con thiếu nhi yêu mến. Vâng lời cha xứ, cha xin giải thích câu kinh thánh. Kìa, tôi thấy cửa trời mở ra. Đây là câu kinh thánh mà cha chọn để sống hết cuộc đời linh mục của mình. Hôm nay chúng ta thấy ai ai cũng rạng rỡ niềm vui trên khuôn mặt. Chúa là nguồn vui, là nguồn hạnh phúc. Cửa trời mở ra đang ở đây. Chúng ta ở đâu có nước trời, ở có niềm vui. Và hôm nay giáo xứ chúng ta ai ai cũng rạng rỡ niềm vui từ trong tâm hồn ra bề ngoài. Cha Kim Ngôn đã thấy được cửa trời mở ra. Chà, cửa trời mở ra, thiên đàng tại thế chà. Niềm ở đâu có niềm vui, có hạnh phúc, anh em hãy vui lên, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa tiết độ. Đó, chúng ta vui trong cái sự hiền hòa tiết độ là chúng ta đã có được nước trời
mở ra trong tâm hồn. Từ cái nghĩa trần thế, chúng ta liên tưởng đến nước trời mở ra, thì nguồn gốc câu kinh thánh này là Công vụ Tông đồ chương 8 câu 56 kể về câu chuyện Thánh Stephano, vị phó tế đi giảng về Chúa Giêsu Kitô phục sinh, nhưng mà bị Thánh Saulo, một người nhiệt thành cùng với nhiều người Do Thái, truy tìm và bắt được Thánh Stephano, phó tế. Bắt được và người ta đưa Stephano lên trước dân chúng Do Thái. Và người ta tính gọi là đấu tố, ném đá và kết tội Thánh Stephano cho ngài chết. Mà trùm sỏ cái vụ mà giết Thánh Stephano lại là Thánh Saulo, vị tông đồ cột trụ thứ hai của giáo hội. Thánh Saulo bảo là tất cả mọi người cứ ném chết cái ông này đi, ông ném chết cái ông Stephano này đi, cứ để quần, để áo sống các vị vào đây, tôi chứng thực, tôi bảo lãnh cho các vị ném chết Stephano đi. Thế thì, và Stephano kết cục cũng chết. Thế nhưng cái chết của Stephano, ngài lại chết trong niềm vui và hạnh phúc khi ngài nói: kìa, tôi thấy cửa trời mở ra. Trong mọi biến cố của cuộc đời, dù bị người ta ném đá, dù bị người ta kết án, dù bị toàn dân kết án, nhưng mà biến cố bi đát như vậy đó, nhưng mà vẫn thấy cửa trời mở ra, anh chị em ạ. Đó, ý nghĩa mọi biến cố của cuộc đời chúng ta, dù thẳm sâu tận cùng của hố đen, sự bất toàn, sự đau đớn của sự tội lỗi và sự ác người ta mang đến cho mình hoặc chính mình gây ra, thì chúng ta phải cố gắng vượt lên, nhìn thấy cửa trời mở ra trong cuộc đời thường nhật của chúng ta. Đó, cha Kim Ngôn cố gắng mỗi ngày chiêm niệm, nhìn mọi biến cố của cuộc đời, đều nhìn thấy nước trời trong mọi biến cố sinh hoạt của trần gian này. Chúng ta sống thiên đàng tại thế. Kìa, tôi thấy cửa trời mở ra. Không chỉ chúng ta sống thiên đàng tại thế, chúng ta còn làm chứng về tin mừng của Chúa nữa. Làm chứng một tin mừng cho Chúa, dù có bị thiệt thòi, bị ném đá, bị toàn dân giết như Thánh Stephano, phó tế tử đạo đầu tiên của giáo hội, thì ngài vẫn vui mừng. Kìa, tôi thấy cửa trời mở ra. Kìa, tôi thấy nguồn vui. Kìa, tôi thấy nguồn hạnh phúc. Kìa, tôi thấy nguồn viên mãn. Kìa, tôi thấy ý nghĩa cuộc đời của tôi. Đó là tôi được hưởng diện kiến tôn nhan Chúa từ những biến cố rất tầm thường, anh chị em ạ. Chúa đến với chúng ta từ những biến cố tầm thường lắm. Ông Phêrô và một số tông đồ ở trên bãi biển, Chúa đến hỏi có cá ăn không. Đó, Chúa đến sinh hoạt rất bình thường nhé anh chị em. Những biến cố sinh hoạt bình thường của chúng ta luôn luôn phải nhìn được, cố gắng nhìn thấy cửa trời trong mọi biến cố của cuộc đời. Anh chị em sống được như vậy, tâm hướng về thiên đàng như vậy, là chúng ta sống thiên đàng tại thế, hạnh phúc từ bây giờ cho đến sau này, chúng ta được hạnh phúc viên mãn. Khi ai mà luôn luôn thấy cửa trời mở ra trong mọi biến cố, người đó sẽ luôn luôn hạnh phúc, vui tươi, vượt thắng tất cả, tha thứ tất cả như Stephano, hy sinh tất cả như Stephano, và yêu mến tất cả như Stephano, và phó dâng tất cả cho Chúa như Stephano. Xin cầu chúc cho toàn thể quý anh chị em, đặc biệt cha xứ và quý sư, quý thầy, luôn luôn thấy thiên đàng tại thế, luôn luôn thấy cửa trời mở ra trong cuộc sống trần thế. Và xin cũng cầu nguyện cho con, để con đạt được cái độ sâu
độ sâu lắng, độ chiêm ngắm, viên mãn cái thiên đàng, cái cửa trời mở ra từ những cuộc sống biển trần thế này, từ những tiếng kèn, từ những điệu hát, từ những nụ cười, từ những cái điệu vũ điệu của các bạn thiếu nhi giới trẻ đó, chúng ta cũng thấy được cửa trời mở ra, thấy được niềm vui, hạnh phúc. Chúa là nguồn hạnh vui, Chúa là nguồn hạnh phúc, nguồn vui, Chúa là cửa trời mở ra cho chúng ta. Xin, con xin ngưng ạ. Chú con xin cảm ơn cha đã giải thích cái câu lời Chúa mà chính cha đã chọn làm khẩu hiệu. Nhưng mà cái câu này thì làm cho chú con hơi sợ, bởi vì câu này là lời của Thánh Tê-phan, Thánh Tê-phan-ô. Tê-phan-ô tử đạo đầu tiên ạ. Nói lúc sắp tử đạo, mà chú con đây thì ai cũng sợ tử đạo cả. Nhưng mà thôi, có ơn Chúa, ơn cứu độ, chúng ta sẽ không sợ như Thánh Tê-phan-ô. Thưa anh chị em, cái dịp mừng lễ Giáng sinh, chúng ta nghe thấy lời sứ thần nói với đám mục đồng, mà mục đồng thì đúng như chúng ta đây, là tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Hôm nay Đức Kitô đã giáng sinh cho chúng ta. Đức Kitô giáng sinh để đem niềm vui cứu độ cho toàn thể thế giới, cho loài người, trong đó cách đặc biệt là chúng ta là con cái hội thánh. Thế thưa anh chị em, có một linh mục xuất hiện thì lại là một Đức Kitô xuất hiện. Linh mục là Antechristus, là Đức Kitô thứ hai. Vậy Đức Kitô thứ hai cộng tác hay là kéo dài cái niềm vui của Đức Kitô cứu thế. Cho nên niềm vui ngày hôm nay không phải chỉ là dừng lại ở cái thành quả của 100 năm nay chúng ta mong chờ, mà là phải là niềm vui của toàn thể thế giới, của loài người và cách đặc biệt là của Hội Thánh. Thưa anh chị em, thưa quý cha, cái sự hiện diện của chúng ta ở đây trong buổi ca nhạc mừng tân linh mục này, nó chỉ vô cùng nhỏ bé so với cái niềm vui thật sự của sự hiện diện một linh mục mà Chúa gửi đến trần gian. Vậy trong cái sự hòa đồng vào cái niềm vui của buổi tối hôm nay, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc buổi ca mừng tân linh mục bắt đầu. Vâng, chú còn một lần nữa xin được cảm ơn cha xứ Ân Tôn và tân linh mục Phêrô Kim Ngôn vừa khai mạc đêm hoan ca với chúng ta trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Thank you.
Vâng, xin được cảm ơn ban kèm giáo sư Trang vừa tấu lên một bài khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý cộng đoàn, đứng trước tình yêu Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể biết khấu đầu và dâng lên những lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con vào đời và nuôi dưỡng con trong ân nghĩa của Ngài. Tạ ơn Chúa đã gọi con và thánh hiến con trong thiên chức linh mục. Giờ đây, trong tâm tình cảm mến tri ân, xin mời cộng đoàn cùng tân linh mục Phêrô Kim Ngôn hiệp ý với mẹ Maria trong kinh Magnificat dâng lên Chúa những lời tạ ơn qua nhạc phẩm Này Linh Hồn Tôi do các bạn nghĩa sĩ Hạ Trang trình bày. Chúa đang giải thoát tôi, vì Chúa đã đến vậy.
ai thoát tôi vì Chúa đói đến phận hèn tôi, vì Chúa đang cứu độ tôi, vì Chúa đang giải thoát tôi, vì Chúa đói đến phận hèn tôi. Kính thưa quý cha và quý thầy đến từ Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý từ muôn phương trở về với Hạ Trang trong ngày Hồng Phúc hôm nay. Không biết quý vị khi trở về với Hạ Trang thì các vị có nghe thấy quý cha, quý thầy và quý vị quan khách có nghe thấy người ta xì xào về Hạ Trang cái gì không ạ? Buổi chiều ngày hôm nay khi con vừa về đến cổng làng Hạ Trang thì con nghe người ta bàn tán và xì xào như thế này. Hạ Trang mà đã vỗ tay, thiên hạ cứ bảo vừa hay lại vừa giòn. Những người con của Hạ Trang đâu? Vâng, chúng ta hãy thể hiện lòng hiếu khách bằng một tràng vỗ tay thật to và dài nữa đi ạ. Vâng, xin cảm ơn Hạ Trang. Vâng, và để tiếp theo chương trình trở lại với sân khấu trong đêm hoan ca tạ ơn hôm nay, chúng con xin kính mời quý cha, quý thầy cùng toàn thể các bạn cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng chào đón các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Thượng Trang qua một vũ điệu được mang tên Lên Chốn Cao Hơn. Giê-xu đồng đi với Ngài, chọn cuộc đời giống Ngài. Quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi nơi. Cùng Cha lên chốn cao hơn, hàng tiến bước với Chúa mỗi ngày. Cùng nhau ta dấy lên, sáng soi danh Ngài. I wanna go higher, như chim lượn bay trên không. Nguyện cùng Cha bay qua dòng bao đời. You take me higher, Cha luôn giữ đôi chân con. Ngày đêm con nơi lên chốn cao hơn. I wanna sing cao 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 hơn cùng Chúa. Cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high high higher with you. High high higher with you. I wanna go high, cùng bước với Giê-xu, đồng đi với Ngài. Chọn cuộc đời dâng Ngài, quyền năng Giê-xu ban ở với con mọi ai. Cùng Cha lên chốn cao hơn, hàng tiến bước với Chúa mỗi ngày. Cùng nhau ta dấy lên, sáng soi danh Ngài. I wanna go higher, như chim lượn bay trên không. Nguyện cùng Cha bay qua dòng bao đời. You take me higher, Cha luôn chịu đôi chân con. Ngài đàn con bay lên chốn cao hơn. I wanna sing cao 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 hơn cùng Chúa. Cao 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 trên núi đồi. I wanna sing high high higher with you. High high higher with you. I wanna go high. Take me higher.
Xin cảm ơn những điệu nhảy rất sôi động của các bạn. Kính thưa quý cộng đoàn, vũ trụ mênh mông, muôn kỳ công tinh tú gần xa, đất trời bao la do bàn tay Thiên Chúa làm ra. Và sau đây, xin quý cộng đoàn hiệp thông cùng tân chức ngợi ca, tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa qua điệu múa Kỳ Công Thiên Chúa do các bạn giới trẻ Hạ Trang trình bày. Xin mời cộng đoàn thưởng thức. Trăng sao, hoa cỏ cây muông thu đẹp xinh, núi đồi sinh linh, sông ngòi kia chim cá lượn bay. Thật kỳ diệu thấy ai làm ra, tuyệt vời quyền năng, ôi đẹp quá, kỳ công nhân thế đã khởi nguồn. Cao cao ơi tuyệt vời, tình
trong suốt những ngày qua khi nghe tin tân linh mục Phêrô Kim Ngôn trở về quê hương để dâng thánh lễ tạ ơn. Không chỉ các bạn giới trẻ đã miệt mài tập luyện các tiết mục để chúc mừng tân linh mục trong buổi tối ngày hôm nay, mà chúng ta cũng được chào đón tất cả các con thiếu nhi ngây thơ, nhỏ bé, xinh xắn, đáng yêu cũng miệt mài tham gia luyện tập các tiết mục văn nghệ để gửi tặng đến tân linh mục Phêrô Kim Ngôn kính yêu của chúng ta. Và giờ đây, xin tất cả quý cộng đoàn chúng ta hãy cùng nổ tràng pháo tay thật lớn để chào đón các em thiếu nhi thánh thể của giáo xứ Hạ Trang sẽ gửi đến tất cả quý vị chúng ta một vũ khúc được mang tên Giêsu Cha Yêu. Xin tất cả chúng ta cùng chào đón các con thiếu nhi giáo xứ Hạ Trang. Đại dương xanh cùng hải âu bay đưa con đi khắp đất trời này, chỉ cần cha bên cạnh con thôi, bão giông cùng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi cho tim con rung động bối rối, trời xanh với mây ngàn kéo tới yêu mất thôi người ơi. Nụ cười cha như nắng xuân êm đềm mang theo hơi ấm, âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có cha con thôi. Dương xanh cùng hải âu bay đưa con đi khắp đất trời này, chỉ cần cha bên cạnh con thôi, bão giông cùng kệ thôi. Nụ hoa xinh dịu dàng trên môi cho tim con rung động bối rối, trời xanh với mây ngàn kéo tới yêu mất thôi người ơi. Nụ cười cha như nắng xuân êm đềm mang theo hơi ấm, âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có cha con thôi. Nụ cười cha như nắng xuân êm đềm mang theo hơi ấm, âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi. Nụ cười cha như nắng xuân thêm điểm mang theo hơi ấm, âu sầu trong con xóa đi chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu. Này Giêsu nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có cha con thôi. Xin cảm ơn các bạn thiếu nhi đến từ giáo xứ Hạ Trang, những thiên thần vô cùng đáng yêu và duyên dáng đã mang tới chúng ta một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Kính thưa quý cộng đoàn thân mến, ai khi bước vào đời dâng hiến, không biết mình có tu được hay không, không biết mình có theo Chúa đến cùng, và tin rằng cha Phêrô cũng đã có đôi lần suy nghĩ như vậy, và tâm tình đó đã được nhạc sĩ Dương Như Đình viết lên qua ca khúc Dâng Hiến Đời Con. Mời quý cộng đoàn thưởng thức ngay sau đây với sự trình bày của các bạn thiếu nhi đến từ giáo họ Động. Thank you.
tim bồi hồi là lời Chúa cất tiếng gọi mời đời con. Dù còn những nghi ngại, sợ tuổi trẻ phai tàn, lời yêu thương cứ thế vang vọng. Chân ái qua bao nhiêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề dâng hiến, nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con đầy Ngài ơi. Từ thơ bé con tay Chúa nâng dậy, vỗ về con trong giấc yên hàn, chỉ cho con biết những nguy nan trần ai. Đời con Chúa an bài một niềm mãi theo Ngài, ngàn mây trôi phía cuối chân trời, ngồi bên Chúa an nhiên thành. Con xin đi theo Ngài, dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề dâng hiến, nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con đầy Ngài ơi. Bằng đời sống yêu thương nguyện cầu triền miên, nguyện dâng hiến cho Ngài, làm khúc hát cho đời ngọt ngào ôi những tháng với ngày, lòng yêu thương tha nhân chẳng phai. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân qua bao nhiêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề dâng hiến, nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con đầy Ngài ơi. Và từ đó con xin đi theo Ngài, dù chân ái qua bao nhiêu nghi ngại vẫn vẹn câu thề dâng hiến, nguyện đời con luôn hăng say trung thành, làm môi ước cho nhân gian an lành, vững lòng theo Ngài suốt đời con đầy Ngài. Vâng, xin cảm ơn các con thiếu nhi của giáo hoạt động vừa gửi đến chúng ta tiết mục. Ở đây các con thiếu nhi và các bạn giới trẻ giáo xứ Hà Trang ơi! Bé quá!
Ở đây các con thiếu nhi và các bạn giới trẻ giáo xứ Hà Trang ơi! Bây giờ nếu mà hỏi các bạn và các con tôi chọn gì thì các bạn sẽ chọn ai, chọn gì? Tôi không tin. Bây giờ nếu mà hỏi nhanh các con thiếu nhi và các bạn giới trẻ là tôi chọn gì, con dám khẳng định rằng các bạn thiếu nhi sẽ trả lời rất là nhanh. Con chọn iPhone 15, con chọn iPad, con chọn máy tính và con chọn những trò chơi game show rất là sôi nổi hiện đại nhất trong hiện đại nhất của ngày hôm nay. Chứ không dám là trả lời là con chọn Jesus đâu, còn lâu. Vâng, với niềm tin và với đức tin của người Kitô giáo, khi có ai hỏi là tôi chọn gì, các bạn giới trẻ và các con thiếu nhi phải nhớ rằng chúng ta hãy đặt tay lên ngực và chúng ta nói rằng tôi chọn Jesus vì Jesus là cùng đích cuộc đời tình yêu của chúng ta. Vâng, tôi chọn Jesus, đó cũng chính là lời bài hát mà chúng ta sẽ được chào đón một thầy dòng đến vượt gần 2.000 cây số đến từ Đan Viện, Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng trở về với quê hương của Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn, giáo xứ Hà Trang. Chỉ chúng ta cùng chào đón người bạn đồng môn cùng với Tân Linh Mục Phêrô Kim Ngôn, thầy Doan Kim Khẩu sẽ gửi đến cộng đoàn chúng ta một ca khúc Tôi chọn Jesus. Vâng, lời đầu tiên thì con xin kính chào cha xứ, kính chào tất cả bà con giáo xứ Hà Trang. Vâng, và con xin đại diện cho lớp của chúng con. Lớp của chúng con thì có 8 anh em. Hiện tại thì chúng con hiện diện tới 7 anh em ở đây. Và chúng con có tình sâu nghĩa nặng với lại giáo xứ Hà Trang rất là nhiều. Chúng con biết giáo xứ Hà Trang từ năm 2006 cơ ạ. Và con cũng không thể tưởng tượng được giáo xứ Hà Trang của mình quá hoành tráng và quá tuyệt vời. Vâng, và kính thưa cha xứ và toàn thể giáo xứ Hà Trang, chúng ta có thấy là cha quê hương của mình có đẹp không ạ? Có đẹp trai không ạ? Có trẻ không ạ? Đúng, con thấy rằng trước khi mà ngài chịu chức linh mục ấy thì cha già hơn con nhiều, cha xấu hơn con nhiều. Nhưng mà khi cha chịu chức linh mục xong rồi ấy, con, tại vì là con vẫn là cụ sáu thôi, nên ngài chịu chức linh mục một cái thì lại ngài trẻ hơn con, ngài đẹp hơn con. Chúng ta cho cha quê hương một tràng pháo tay thật dài đi ạ. Mà thưa quý vị, ấy vậy mà có người nói rằng, con xin được có dẫn chứng. Vâng, người ta nói rằng linh mục khi mà mới chịu chức ấy, thì nhìn các ngài như là con nai vàng ngơ ngác. Tuyệt vời không ạ? Để rồi, vâng, để rồi 5 năm sau nữa thì các ngài trở thành con nai vàng rớn rác. Đấy, chưa dừng lại. Và 5 năm sau nữa thì ngài trở thành con nai vàng hốc hác. Chưa hết, rồi 5 sau nữa cha Phêrô Kim Ngôn của chúng ta trở thành con nai vàng sơ xác. Và cuối cùng, cha quê hương của chúng ta trở thành con nai vàng tan nát. Được không ạ? Nhưng mà con nghĩ điều này không phải. Lý do đó con mới chọn bài Tôi chọn Jesus. Tại vì cha quê hương của mình có một giáo xứ tuyệt vời, có một bà con tuyệt vời, rất thương cha Lâm. Và con tin rằng cha Lâm của chúng ta sẽ không rớn rác, cũng không sơ xác và cũng không tan nát. Và tâm hồn của cha Phêrô Kim Ngôn của chúng ta mãi tươi trẻ và tuyệt vời, đúng không ạ? Và để đối tiếp chương trình thì con xin được hát tặng cha xứ và toàn thể bà con trong giáo xứ Hạ Trang tuyệt vời của lớp thầy Lâm một nhạc phẩm mang tựa đề Tôi chọn Jesus. Vâng, và tại vì bây giờ con già rồi, con phải dùng phải có lời, tại vì bây giờ con già rồi ạ, bây giờ con phải dùng lời. Vâng, xin bắt đầu ạ. Thank you.
Giê-xu là mưa cho tháng năm tôi nối hiu hiu ra lành cô gần nắng về tôi chia em mầm xanh em về tôi chia anh mầm xanh xanh ấm cho nhau hết buồn tênh hết bài tà cho trái tim xanh mãi thêm xanh cho trái tim tươi mãi thêm tươi tôi chọn Giê-xu bởi vì Giê-xu Chúa ấy suốt ngàn năm qua còn đây vẫn hát cho tôi khúc tình ca yêu là tất cả tôi chọn Giê-xu yêu là sống tôi cùng Giê-xu sống để yêu cho mãi xôn xao đất nước vui giữa cuộc đời cho trái tim xanh mãi thêm xanh cho trái tim yêu mãi thêm yêu tôi chọn Giê-xu con xin cầu chúc cho quê hương Hà Giang của chúng ta không riêng cha Phêrô Kim Ngôn chọn Giê-xu và tất cả mọi người trong giáo xứ Hà Giang chúng ta đều chọn Giê-xu. Vâng. Tôi chọn Giê-xu là mưa cho tháng năm tôi nối điều hưu ra lành cô cần. Nắng về tôi chia em mầm sống, mưa về tôi trao anh mầm xanh, xanh ấm cho nhau hết buồn tênh hết phai tàn. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui biết vui hơn, tôi chọn Giê-xu bởi vì Giê-xu Chúa ấy suốt ngàn năm qua còn đây vẫn hát cho tôi khúc tình ca yêu là thật. Tôi chọn Giê-xu yêu là sống, tôi cùng Giê-xu sống để yêu cho mãi xôn xao vui giữa cuộc đời. Cho trái tim yêu biết yêu hơn, tìm vui biết vui hơn, tôi chọn Giê-xu cho trái tim yêu biết yêu hơn, cho trái tim vui sẽ vui hơn, tôi chọn Giê-xu. Xin cảm ơn thầy Doan Kim Khẩu ơi. Mời thầy trở lên sân khấu ít giây. Xin mời thầy trở lên sân khấu ít giây. Vâng, thật đúng là trên sân khấu thầy cao rao giọng hát, giọng ấm trầm rung động trái tim con. Một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình và toàn thể quý cộng đoàn Hạ Trang, chúng ta hãy cùng một lần nữa cảm ơn thầy Doan Kim Khẩu bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À? Vâng, chúng con xin cảm ơn thầy Doan Kim Khẩu rất nhiều. Mời thầy cùng... Cho con một giây nữa thầy ạ. Con lý do con muốn xin một giây nữa là cha Phêrô Kim Ngôn, cộng đoàn có biết là ý là gì không ạ? Phêrô Kim Ngôn có nghĩa là lời vàng, đúng không? Con cầu chúc cho giáo xứ mình không cái gì không có cái gì hơn ngoài lời vàng chúng ta trao cho nhau, giống như cha xứ vẫn thường nhắc nhở chúng ta trao cho nhau những lời vàng, đó là những lời yêu thương, những lời tha thứ. Con đã không được như cha Lâm, con chỉ có cái miệng thôi, tại vì con là kim khẩu là cái miệng vàng, còn cha Lâm là lời với quan trọng. Chúc mừng giáo xứ Hà Trang không có cái gì ngoài lời vàng. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo chương trình, mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục Đừng Sợ Hãy Cứ Tin do các bạn giới trẻ giáo xứ Hạ Trang trình bày. Yeah. Bước chân lang thang trong bóng đêm, tâm hồn con yêu mình.
sống luôn trong tranh nhiều nguy sóng gió, đừng sợ hãi hay vững tâm nào cùng lên đường. Bước chân lang thang trong bóng đêm, tâm hồn con yêu mình, quá khứ với ký ức xưa xa, đâu còn giây phút êm đềm. Con tim bao lâu không vân vương, muốn trở nên phi thường, quyết chí cất bước sau giờ xưa, con cùng theo Chúa lên đường. Mang hành trang con tiến bước, ánh sáng chiếu soi con đường. Trên hành trình yêu thương, đừng sợ chi gian khó, bao con cứ an tâm Chúa song hành. Trong tranh hiểm nguy sóng gió, đừng sợ hãi hay vững tâm nào cùng lên đường. Ai đến chiếu ánh sáng ngày còn đi dạng ngời, dù cuộc sống luôn trong tranh hiểm nguy sóng gió, đừng sợ hãi hay vững tâm nào cùng lên đường. Chúa luôn thương bạn, lòng con bỗng nhẹ nhàng, chẳng còn khó nguy gian nào, làm nhân chứng cùng Ngài, và con sẽ đi muôn nơi tới chân trời mới. Chân gian sẽ ngập tràn tình yêu Chúa luôn thương bạn, lòng con bỗng nhẹ nhàng, chẳng còn khó nguy gian nào, làm nhân chứng cùng Ngài, và con sẽ đi muôn nơi tới chân trời mới. Có bão giông, Giêsu luôn cho con hy vọng. Dẫu vấp ngã, dẫu khó khăn, bên trong con từng ngày sống. Hãy tiến bước đến khắp nơi, trao con tim yêu thương cho đời. Ánh sáng Chúa vẫn chiếu rạng ngời. Và nhiều trông gai, do con bị ai che lấp đôi mắt, con không sợ hãi. Đôi lúc khi nhìn cuộc sống con nặng nề, mà tại sao nỗi buồn cứ đến khi thanh đến bao buồn về? Những tiếng hinh tề, những lời hả hê, con lo sợ gì bên Chúa? Đời này sẽ luôn được trở trẻ, không u mê vui già đi. Con vẫn nghe, con lo chi, đừng sợ gì, hãy vững tin. Giới trẻ giáo xứ Hạ Trang. Để tiếp theo chương trình, mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục múa quạt Chọn Giêsu Thôi đến từ các lớp nghĩa sĩ giáo xứ Thượng Trang. Ngài là vua tâm linh này, tìm kiếm Giêsu. Ngài là Chúa cả cuộc đời, lòng con hát khen. Dù trong lúc khó khăn, con dựa nương ở trong cánh tay Ngài. Giêsu ban cho con bình an, dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi. Trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi, lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đắc thắng. Chọn Giêsu thôi, đứng về phía Ngài mà thôi.
xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha, xin giữ con trong ánh ngài mãi mãi, xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Chúa, đồng đi với Giêsu, Chúa sẽ đi cùng con. Giêsu, Ngài là Chúa, cả cuộc đời lòng con hát nghe. Dù trong lúc khó khăn con dựa nương ở trong cánh tay Ngài, Giêsu ban cho con bình an. Dù sóng gió luôn vây chặt mỗi bước đi, trong tay Chúa chẳng kinh sợ hay lo lắng chi, lòng con sẽ luôn tin cậy vào danh Chúa và luôn đắc thắng. Chọn Giêsu thôi, đừng về phía Ngài mà thôi, xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha, xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi, xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Chúa, đồng đi với Giêsu, Chúa sẽ đi cùng con, xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Cha, xin giữ con trong tay Ngài mãi mãi, xin Chúa ban ơn và đi với con, xin giúp con đây ngày càng giống Chúa, đồng đi với Giêsu, Chúa sẽ đi cùng con, đồng đi với Giêsu, Chúa sẽ đi. Vâng, kính thưa quý vị, đứng trước hồng ân lớn lao cao cả của Thiên Chúa, nhạc sĩ Thiên Ân đã phải thốt lên như thế này: đời con là những khúc nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng lên Ngài lời tạ ơn Thiên Chúa. Vâng, trong những tâm tình đó, giờ đây xin kính mời toàn thể quý vị cùng hướng lên sân khấu và chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc được mang tên Cảm Mến Ân Tình qua sự thể hiện của hai bạn trẻ đến từ giáo xứ Hà Trang. Xin chúng ta cùng chào đón hai giọng ca hết sức ngọt ngào, Thanh Phương và Văn Hậu.
con vẫn nhớ lời hương giao đầu tiên, tình yêu Chúa hồn con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui xây đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn cung ca tạ ơn, bài ca tân mến hiện chẳng khi nào quên. Dù con bận rộn nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời. Muốn
vui xây sông đời dâng hiến, đem tin yêu vào đời nên nhân chứng phục vụ yêu thương. Nhờ thần linh dân vương khơi ngọn lửa tình yêu rực sáng, loa tin mừng của Chúa đến muôn nơi cho hết muôn người. Đời dâng hiến hân hoan vì có Đức Kitô hiện diện, đời dâng hiến toàn làng trong nghèo khó vẫn cùng khía chinh, đời dâng hiến trẻ trung và vai mẹ tràn đầy sức sống, dòng ngân gọi yêu mến là nhiệt huyết người trẻ hôm nay. Đời dâng hiến hân hoan vì có Đức Kitô hiện diện, đời dâng hiến toàn làng trong nghèo khó vẫn cùng khía chinh, đời dâng hiến trẻ trung và vai mẹ tràn đầy sức sống. Cảm ơn các bạn, chắc hẳn quý cha cũng như quý nam nữ tu sĩ của chúng ta cũng cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc vì tôi đã, đang và sẽ đi theo tiếng gọi tình yêu của con tim, của niềm vui đời dâng hiến. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý cộng đoàn đến với tiết mục Dấu chân tình mẹ của các bạn nghĩa sĩ Hạ Trang trình bày. Chân con bước trong đời là từng gót son mẹ phải theo tháng năm, nơi mẹ ru sao lũy che làng ngày xưa nhắc con phải sống nên người mà. Phải theo nắng mưa giọt mồ hôi thấm áo nâu sông đượm tô nét duyên hình dáng mẹ hiền. Mẹ con khắc ghi trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn. Sớm hôm
Xin cảm ơn tất cả. Tiếp theo chương trình, con xin được trân trọng và giới thiệu tiết mục Cầu cho cha mẹ do các con thiếu nhi giáo xứ Thượng Trang gửi đến cộng đoàn ngay sau đây. Ngày ngày đừng quên cảm ơn cha bằng lời nói yêu thương chân thành, ngày ngày đừng quên cảm ơn mẹ bằng việc làm yêu thương, đừng chờ ngày hấp hối qua đời ngàn lời nói yêu thương như chùa, đừng chờ ngày hấp hối qua đời ngàn vàng. Cảm ơn các bạn ấu nhi của giáo xứ Hạ Trang. Để tiếp theo chương trình, xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức tiết mục
cầu cho cha mẹ, đến từ các bạn thiếu nhi giáo xứ Thượng Trang. Vâng, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, sau bao năm kiên trì dấn thân theo đuổi ơn gọi tu sĩ và trở thành linh mục, ngày hôm nay tân linh mục Phêrô Kim Ngôn của chúng ta đã hân hoan bước lên bàn tiệc thánh. Một chặng đường đã qua, nhưng có lẽ còn nhiều điều chúng ta chưa biết về tân linh mục Phêrô Kim Ngôn của chúng ta. Vậy giờ đây xin kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng hướng lên sân khấu, chúng ta cùng gặp gỡ câu chuyện ngắn với tân linh mục Phêrô Kim Ngôn. Chúng con xin được mời lên sân khấu tân linh mục Phêrô Kim Ngôn sẽ lên trò chuyện với chúng con trong buổi tối đặc biệt ngày hôm nay. Tính thưa tân linh mục Phêrô Kim Ngôn, trong ngày trở về quê hương đặc biệt ý nghĩa hôm nay, cái cảm xúc của tân linh mục Phêrô Kim Ngôn lúc này như thế nào ạ? Phải nói một cái cảm xúc là
niềm vui mà mình phải nói là giống như Đức Mẹ thôi. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Niềm vui từ trong tâm hồn. Niềm vui mình bỡ ngỡ, không biết mình là linh mục. Nhiều cha thầy vẫn nhầm mình là thầy thôi. Niềm vui bỡ ngỡ là, ủa, mình là linh mục của giáo xứ Hạ Trang khi nào nhỉ? Niềm vui bàng hoàng, ủa, mình là người Hạ Trang và mọi người Hạ Trang cũng bàng hoàng vui. Hạ Trang mình có linh mục hơn 85 năm mới có linh mục. Nói chung bỡ ngỡ, bàng hoàng, đó là cái tâm trạng của cha Kim Ngôn. Vâng, kính thưa tân linh mục Phêrô Kim Ngôn, trong một cái biến cố nào, cha đã có suy nghĩ, lựa chọn và quyết định dấn thân theo cái ơn gọi thánh hiến của đời mình? Từ rất còn nhỏ, đi ra nhà thờ viếng Chúa, thấy nến giỏ trong cái gian cung thánh. Bảo, ủa sao gian cung thánh nơi Chúa ngự ở nhà tạm phải sạch sẽ, sao mà nến lại rơi xuống đất? Thôi mình đi tu được ngày sau cạo nến cho nó sạch nhà thờ. Đó là cái rất đơn giản, nhưng mà đấy là cái hồi con nít thì nghĩ như vậy. Thế sau này đi làm thợ với bố ở Tuyên Quang cùng với anh trai, thì ở Tuyên Quang chỉ có hai nhà thờ thôi, mà đồi núi chập trùng xa xôi, bao nhiêu người chưa biết Chúa. Thế là mình ước nguyện được đi truyền giáo cho những người ở miền cao Tây Nguyên á, ở Hà Giang, Tuyên Quang ấy. Thế là mà từ đó được thúc đẩy đi giao giảng tin mừng cho Chúa. Đó, thúc đẩy tin mừng, thúc đẩy đi tu từ cái việc con nít muốn cạo nến cho nó sạch, rồi muốn được cho nhiều người biết Chúa. Và sau này nữa, ở trong dòng Sito thì muốn cứu được nhiều linh hồn hơn nữa. Cho nên là cha Kim Ngôn dấn thân vào ơn gọi đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cha, có một bạn trẻ ở giáo xứ Hạ Trang giấu tên, có nhờ con chuyển đến cha một cái câu hỏi như thế này. Xin cha cứ thật lòng và mạnh dạn trả lời, không phải ngại. Vì bạn trẻ này cũng đang có cái ý định đi tu. Câu hỏi của bạn trẻ đó như thế này. Thưa cha Phêrô Kim Ngôn, cái thời gian còn đi học và sau này bước vào cái đời tu trì, thì cha có bị cái cô gái nào theo đuổi cám dỗ làm cho cha lung lay cái ơn gọi của mình không? Và nếu mà có, thì cha đã vượt qua cái cạm bẫy đó như thế nào? Vì con cũng đang bị lung lay vì cái điều đó. Nó hơi riêng tư một chút, nhưng mà MC bảo nói thật ấy. Thì mình cũng biết là, xin mình nhá, mình cũng biết là có một vài bạn gái cũng theo đuổi, và mình cũng theo đuổi một số bạn gái, mình không nói tên. mấy ông bạn trai ấy bảo là, trước ông này ông nhà là ông cưa đổ mày rồi đấy. Thế nhưng mà tại sao mình thật sự là chuẩn bị đổ. Đổ có nghĩa là xây dựng gia đình. Tại vì bà cố bà bảo thôi, nhà mình là ít người, con ở nhà là xây dựng gia đình, làm ăn kinh tế, xây cái nhà, mua cái xe máy. Thật 100%. Thế là mình bảo thôi, phải đi tu ngay, chứ ở nhà là chắc không giữ được ơn gọi đâu. Mình cũng không biết mình có giữ được không, thôi phải đi nhanh, không có nơ mơ gì hết, ở nhà nó mất khi nào không biết. Thế thì tức là cái để mà vượt qua những cái gì là rất là nhẹ nhàng và thú vị của cuộc sống của tất cả các bạn trẻ ở cái độ tuổi đó, thì chúng ta phải nhớ đến cái sự tích để Chúa Giêsu lên đền thờ ấy. Lên đền thờ là 12 tuổi lên đền thờ thì là ông Giuse và bà Maria lại trở về trước. Cứ nghĩ là con mình nó về rồi mà cuối cùng nó không về. Chúa Giêsu ở ngồi giữa đền thờ nói chuyện với các bậc thông thái. Thế lúc ông Thánh Giuse và mẹ Maria sau 3 ngày đường mới tìm, không thấy con mình đâu, mới trở lại đền thờ thì thấy Chúa Giêsu đang nói chuyện với các nhà thông thái.
Thì mẹ Maria nói: này con có biết cha mẹ phải cực lòng vì con không? Thì cái câu mấu chốt để bà cha chiến thắng tất cả mọi sự từ cái cám dỗ của bà cố, xin lỗi bà cố nhá. Bà cố bà ở nhà nằm giàu, mua xe máy xây nhà đi con. Mà thời đấy có cái xe máy mà ga phát là hỏi vợ là 100% được. Thế là câu Chúa Giêsu nói này: cha mẹ không biết rằng, sao ông bà tìm tôi? Ông bà không biết rằng tôi phải lo việc nhà cha tôi hay sao? Không biết cha nói có chuẩn không cái câu Kinh Thánh này ấy? Cái này thì phải hỏi quý cha và quý thầy bên dưới. Chắc cũng tương đối chuẩn. Thế là sao cha mẹ tìm tôi? Cha mẹ không biết rằng là tôi phải lo việc nhà cha tôi trên trời à? Đi ngay, không có nôi thôi. À, ý như vậy đấy. À, mình đã quyết tâm đi tu rồi, có những cái mối tình vắt vai, khăn thương như ai, khăn rơi xuống đất để đấy. Vân vân và vân vân, mình nhớ ai cũng được, mình thương ai cũng được. Nhưng mà đi thôi, dấn thân đi thôi, đừng có nôi thôi. Ở nhà thế nào cũng mất ngay, ngay thôi. Đấy, như vậy nhá. Cái câu Kinh Thánh bí quyết dẫn mình là phải bắn cái tên lửa vụt ra khỏi cái sức hút của trái đất. Là việc nhà cho tôi, ông bà, bạn bè, bạn gái này thắc mắc nôi kéo tôi làm gì, tôi phải lo việc nhà cha tôi. Xin hết ạ. À, kính thưa cha Phêrô Kim Ngôn, cái đời sống linh mục thì người ta vẫn thường ví von như thế này: người linh mục như là một người làm dâu chăm họ, đặc biệt là giữa một cái xã hội đời sống trong nền văn minh của thờ ơ lãnh cảm nhiều hơn của cái xã hội ngày hôm nay. Vậy thì trước khi quyết định lãnh nhận thiên chức linh mục thì cha Phêrô Kim Ngôn đã chuẩn bị cái hành trang đời linh mục để dấn thân phục vụ giáo hội của mình như thế nào ạ? Ôi giời ơi, nói thật nha, cũng chịu học thì thua mấy thầy cùng lớp. Các thầy được học Anh văn ở ngoài như thầy Cường, thầy Thượng ấy, bằng Anh văn thầy tới các thứ bằng. Mình vào là mình cày, cũng cày gần như trâu ấy, là học Anh văn vội vội vàng vàng đi thi cũng được hơn 9 điểm. Thì là chuẩn bị hai cái môn văn hóa là Anh văn và Việt văn thì mình phải bổ túc thêm nhiều, học rất nhiều để mà ôn thi ở triết học, thần học, để chuẩn bị cái hành trang linh mục. Thật ra là chuẩn bị trong ơn Chúa thôi, chứ còn học hành thì mình cố gắng. Ai mà học hành giỏi đi tu nhiều khi là không được làm linh mục đâu, nhiều khi trượt luôn ấy, thẳng cẳng. Tại vì cái người học giỏi thì là hay tự kiêu, người ta gọi là mắc cái bệnh gọi là sở chi chướng. Cái người giỏi thông minh là hay mắc cái bệnh sở chi chướng. Chính cái giỏi đấy nó lại làm cái chướng ngại cho mình. Đó. Cho nên là cha Kim Ngôn thì cũng vừa vừa thôi, mà giỏi một tí chút đập cho ông Pháp thi trượt thần học, ngã ngửa ra, các bạn đi học hết thì mình ở nhà buồn một năm. Cha cũng thi trượt thần học, còn các quý thầy đậu hết. Thế mình trượt thần học một năm thì hơi âm thầm làm cái việc gì cũng quên mất rồi. Ý là khi mình con người mình kiêu ngạo, chút đánh ngay vào cái sự kiêu ngạo của mình, sở chi chướng, cái bệnh sở chi chướng là Chúa trị tội ngay. Đấy, thì bây giờ là đi tu mà cái hành trình chủ yếu để mà lên làm linh mục của Chúa ấy, thì mình chỉ nói rằng là lạy Chúa có cái kho tàng nhiều lắm. Kho tàng ơn phúc của Chúa mà chỉ có linh mục mới ban được thôi. Thì con ước mơ được làm khí cụ cho Chúa, nếu Chúa muốn thì con cũng muốn, mà Chúa không muốn thì con cũng không muốn. Đấy, mình cái cầu nguyện vậy. Sau đó mình là nằm tuần 9 ngày kính Đức Mẹ hằng cứu giúp, nằm tuần cửu nhật 9 ngày kính Thánh Giuse để mà chuẩn bị hành trang đón nhận chịu chức linh mục. Đấy. Nói chung là cứ như là cuội ngồi gốc cây đa được cái bánh đa ăn đấy. Tự nhiên là Chúa cho. Xin hết ạ. Vâng, với những chia sẻ ngắn gọn vừa giờ, một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha Phêrô Kim Ngôn đã chia sẻ cho con những tâm tình rất ý nghĩa trong cái đời dâng hiến của Ngài. Chúng con xin kính chúc cha luôn được mạnh khỏe, bình an và mạnh mẽ trên bước đường ơn gọi mà Chúa đã trao phó cho cha. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha Phêrô Kim Ngôn. Vâng, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, khi Thiên Chúa tạo dựng con người, Người đã trao ban cho chúng ta một sự tự do và mỗi người đều có quyền lựa chọn trong cái sự tự do ấy. Mỗi người chúng ta có một ơn gọi riêng, nào là linh mục, nào là tu sĩ, nào là giáo dân, nào là đời sống, hôn nhân, gia đình.
nhưng không phải là do chúng ta chọn lựa, nhưng chính Thiên Chúa đã định sẵn và chọn cho mỗi người chúng ta. Đó cũng chính là một vũ khúc mà Hội Bà Thánh Đê sẽ gửi đến toàn thể quý cộng đoàn chúng ta ngay sau đây. Xin chúng ta cùng chào đón Hội Bà Thánh Đê qua một vũ khúc được mang tên Chính Chúa Chọn Con. Ôi an trao cho người khổ sầu,
gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gợi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gợi bình an. Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Của Thiên Chúa. Đối với cha Phêrô Kim Ngôn của chúng ta, hành trình ấy cũng đầy đặc biệt. Từ một cậu bé nhà quê nghịch ngợm, nay đã trở thành một ông cha dòng. Và hành trình ấy như thế nào, dài ngắn ra sao, để biết được giờ đây, xin cùng quý cộng đoàn chúng ta cùng theo dõi tiểu phẩm Tiếng Gọi Trong Đêm do các diễn viên đến từ Đại Gia Đình Giáo xứ Hạ Trang sẽ kể cho chúng ta cùng biết. Khi văn phòng Đan Viện Châu Sơn đơn dương công bố Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sẽ chuyển chức linh mục cho 6 thầy phó tế vào ngày 9 tháng 8 năm 2023 tại Đan Viện. Trong đó có tôi, thầy phó tế Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm. Đây là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa, và một sứ vụ mới cao quý hơn mở ra trước mắt tôi, đòi hỏi tôi phải cống hiến tất cả sức lực để phục vụ cho vương quốc của Ngài. Đứng trước dịp trọng đại này, tôi có dịp lật dở lại những trang nhật ký cuộc đời. Mỗi hình ảnh, mỗi biến cố, mỗi giai đoạn đều khắc sâu dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa và nghĩa tình của muôn người. Tất cả tôi muốn van lời ngợi ca từ sâu thẳm trái tim mình, lời ca tri ân Chúa và cảm ơn tình người. Trước khi tạo thành mẹ, ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, ta đã hiến thánh ngươi. Vâng, tiếng gọi đã được khởi đi từ mái nhà đơn sơ, bé nhỏ, nơi làng quê Hạ Trang, Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam. Con ơi, Chúa đã cho con được hình thành trong dạ mẹ. Mẹ hạnh phúc biết bao khi hình hài con lớn dần theo năm tháng. Mẹ cảm nhận từng hơi thở của con, và nỗi sướng vui ngập tràn cho bố mẹ khi con cất tiếng khóc chào đời. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1983, một cậu bé đã chào đời, được đặt tên là Giuse Nguyễn Văn Lâm. Cậu là người con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Ngay từ thuở còn thơ, tôi đã được hấp thụ nền giáo dục đạo đức, thánh thiện từ những người thân yêu. Người đầu tiên phải kể đến bà ngoại tôi. Vì nhà nghèo, tôi được gửi ra bà ngoại để bà nuôi cho tới khi tôi đi học. Chính khoảng thời gian ấy, tôi được bồi dưỡng bằng những lời kinh mân côn của bà. Bên cạnh đó là ông nội tôi,
ông Trùng Kiểm, và thân của tôi là ông Du Xe Nguyễn Văn Đầu. Người ta thường nói là phủ đầu, vì ông hiền lành, ít nói, không làm phật lòng ai. Và bà Maria Trần Thị Đào là mẫu thân tôi. Bà có trí khôn sắc sảo, hay nói và cương trực thẳng thắn, có nói có, không nói không. Và cả hai ông bà đều được ơn thật thà và đạo đức của Chúa Thánh Thần. Một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc, vui buồn hòa quyện trong vòng tay yêu thương của gia đình và dòng họ. Nhưng cũng không thiếu những tinh nghịch của tuổi học trò. Tôi đã lớn dần theo năm tháng. Dầu vậy, những ký ức về tuổi thơ nay vẫn còn đọng lại trong trái tim tôi. Và rồi thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi tiếp tục sống với bổn phận của một người con trong gia đình, một cậu học trò trong trường lớp, một thiếu nhi trong xứ đạo nhỏ. Học hết cấp 3, tôi bước vào tuổi trưởng thành như bao trai làng khác, trở nên chàng thanh niên trẻ khỏe. Tôi và anh trai phải chăm chỉ lao động để phụ giúp bố mẹ, chăm lo cho gia đình. Tôi đã không quản ngại khó khăn mà lên Tuyên Quang cùng làm thợ mộc với bố và anh Sơn. Nơi đây, đất rộng bạt ngàn,
người thưa, nhà thờ chỉ có hai, người biết Chúa còn quá ít. Thành thử, tôi thoáng được ơn thúc đẩy từ bên trong là đi truyền giáo cho người vùng cao, để nhiều người nhận biết Chúa hơn vùng cao, để nhiều người nhận biết Chúa hơn. Tôi thấy mọi sự cứ diễn ra như thường nhật, nhưng trong tâm hồn tôi không chút bình yên bởi tiếng gọi vang vẳng đâu đây. Nhiều nỗi lo sợ ám ảnh quanh tôi, nhưng rồi tôi đã có sự thúc đẩy của ơn Chúa. Tôi đã mạnh dạn giải bày tâm sự với bố mẹ và người thân. Sau khoảng 6 tháng làm thợ ở Tuyên Quang, ba bố con đưa nhau về quê ăn Tết, xong lo vụ cấy hái. Xong xuôi đâu đó, bố chở Lâm bằng xe đạp lên gặp cha Doan Phủ, trình bày ơn gọi của Lâm với cha. Trên đường trở về, bố nói với Lâm: Con cảm ơn bố ạ. Nhưng mẹ lại nói với Lâm: Con xem, tập trung với bố và anh làm ăn kinh tế, mua xe, xây nhà, rồi lấy vợ để dòng họ nhà mình thêm đông đúc. Nhưng như được soi sáng, nếu mình cứ chần chừ không đi dâng mình cho Chúa thì dễ đánh mất tiếng Chúa gọi, vì biết đâu gặp được người mình thích rồi ý mẹ. Thế là tôi quyết tâm đi dâng mình cho Chúa. Tôi lên thượng trang gặp ông bà Cố Đình để xin địa chỉ của sơ tiền và xin ông bà Cố cầu nguyện cho mình. Địa chỉ đã có, quyết tâm cũng đã có, nhưng tiền đâu mà đi? Chú lại quan phòng cách riêng. Tôi đã tự ý lấy tiền mà mẹ đưa để ba bố con tôi đi Tuyên Quang dùng vào việc này. Và tối đó, khi mọi người đã ngủ, tôi tranh thủ để lại vài chữ đơn sơ: Bố mẹ, con đi tu, ngủ dậy không thấy con thì đừng đi tìm, ai hỏi thì cứ bảo con đi vào Nam làm việc ạ. Thank you.
nhìn mọi người ngủ say, tôi dâng trào nước mắt, nhưng phải đi thôi, không chần chừ được nữa. Rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn,
chàng thanh niên nhà quê đặt chân lên đất Sài Thành mà nhớ đời luôn với vụ xe ôm, gặp phải người chưa được tốt lắm bắt nạt, nhưng cũng có những thiên thần Chúa gửi đến. Sau khi gặp được Sơ Tiền, Sơ dẫn Lâm đến gặp thầy Phượng. Thầy tìm cho em nó dòng tu nào có chức linh mục nha, vì quê mình thiếu cha thầy ạ. Được ạ. Thế thì cho em nó vào dòng Vinh Sơn đi. Đưa em nó vào dòng Châu Sơn đi ạ. Về nhà dòng hợp thì con ở, không hợp thì báo Sơ biết, để có gì thì chuyển đi dòng khác nha. Thế là chú Giuse Nguyễn Văn Lâm được đưa vào Châu Sơn ngày mùng 2 tháng 8 năm 2002. Thầy Phượng viết một lá thư giới thiệu và gửi gắm chú cho thầy Phú dòng Châu Sơn là bạn học cùng. Nhưng với sự sắp đặt của bề trên, ngay sáng hôm sau, tôi rời Sài Gòn đến Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương tại Lâm Đồng. Cùng đi với tôi là ông già ăn mặc giản dị, chân quê, chỉ lần hạt, chăm sóc từng ly từng tí cho tôi suốt dọc đường. Nhưng ai ngờ được, khi về đến nhà dòng, tôi mới biết ông già lại là viện phụ Tiên Khởi. Ngài dâng thanh lễ riêng có ba người, trong đó có tôi. Ngay từ khi đặt chân tới Đan Viện, tôi đã mê mẩn cái khí hậu mát mẻ, hoa lá mọc ven đường đi, tiếng chim hót nhẹ nhàng, đặc biệt nhất là bầu khí tĩnh lặng lại vang lên tiếng kinh sớm chiều của quý cha quý thầy tuyệt vời như chiều ca thiên quốc. Nhưng ý hướng đi truyền giáo ở vùng cao của tôi, sao bây giờ Chúa lại đưa vào dòng chiêm niệm? Nhưng rồi chính Chúa làm việc. Tôi được biết đến và tìm hiểu hạnh thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, bổn mạng các nhà truyền giáo. Dù chị thánh tu dòng chiêm niệm không đi ra khỏi bốn bức tường của dòng kín.
nên tôi hiểu rằng chiêm niệm cũng truyền giáo được. Ai trước khi là một nhà hoạt động truyền giáo thì phải là một nhà chiêm niệm đã. Công việc truyền giáo chủ yếu là của Chúa Thánh Thần. Ai có Chúa Thánh Thần, người đó truyền giáo được. Vậy nên ước mơ đi truyền giáo và ở trong dòng chiêm niệm không đối kháng nhau. Và nơi đây cũng đáp ứng được mục đích dâng mình cho Chúa của tôi, làm sáng danh Chúa và cứu các linh hồn. Và rồi ngày 14 tháng 8 năm 2002, chú Lâm gia nhập tập viện Đan viện Si Tô. Từ đây, chú được gọi là thầy Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm. Một chặng đường mới đầy khó khăn thử thách, đòi hỏi phải có ơn Chúa rất nhiều. Trên mình áo trắng đẹp đen, cuộc đời đơn sơ trong âm thầm với Chúa thân tình, ngày ngày say mê tìm Thiên Chúa, một lòng hy sinh trong kinh nguyện hạnh phúc vô biên. Anh em ơi, ta về đây sống vui sum họp một nhà, tay trong tay ta cùng nhau ý hợp tâm đầu dâng hiến, buồn vui có nhau ngại chi khổ đau, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô. Trong khi ở đan viện, tôi thấy hạnh phúc vì ước nguyện của mình đã thành hiện thực. Nhưng có những khoảnh khắc của những cám dỗ, lo lắng về gia đình, con tim xao xuyến, tiền tài, danh vọng nổi lên khiến tâm hồn tôi xáo trộn.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Đón nhận được ơn nâng đỡ của Chúa, tôi đã khấn tạm, rồi khấn trọng thể nơi đan viện Châu Sơn Đơn Dương. Tôi cứ bình an dâng mình, bình an vâng lời. Bề trên trao cho việc trồng rau thì trồng rau, cô sữa bò thì cô sữa, giúp nhà khách thì giúp. Chủ yếu là công việc chăm bệnh nhân. Nhờ ơn Chúa, tôi chăm ai cũng khỏe, ai cũng sống thọ. Và rồi bề trên gọi đi học thì tôi đi học. Sau khi kết thúc việc học, tôi đã được Chúa chọn để lãnh tác vụ phó tế ngày 21 tháng 12 năm 2017. Và rồi tôi được tình yêu của Chúa đoái thương và tuyển chọn để gia nhập vào hàng tư tế thánh qua thiên chức linh mục. Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2023, Thầy Phó Tế Phêrô Kim Ngôn cùng năm Thầy Phó Tế được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh truyền chức linh mục với châm ngôn sống: Kìa tôi thấy trời mở ra. Tại nhà nguyện Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương, với sự hiện diện của quý cha, quý đan sĩ, quý tu sĩ nam nữ và gia đình các tân linh mục, cho người bị oan.
Lạy Chúa, xin cho ngày thụ phong linh mục của con trước mặt Chúa và trước lý tưởng dâng hiến của con sẽ không phải là ngày đẹp nhất, để rồi nét đẹp đó lại bị phai nhạt. Nhưng những giây phút hiện tại, những chặng đường kế tiếp của con phải là những ngày đẹp hơn và hạnh phúc hơn, vì con tin rằng lòng thương xót của Chúa luôn đồng hành với con trong sứ vụ mục tử. Chúa Giêsu, vị linh mục tối cao, xin Ngài đồng hành trong mỗi bước đường con đi. Đây linh mục những con người thánh hiến, suốt cuộc đời làm chủ tế trung kiên, đem tình thương người mục tử nhân hiền dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc. Hồng ân Chúa những hồng ân đặc biệt, lãnh nhận rồi phân phát cả cho dân, thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần, chờ đợi chủ tay cầm đèn sáng rực. Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức, suốt đêm dài hay mãi tới canh khuya, miễn làm sao kịp khi chủ trở về, mở ngay cửa nghênh đón cười vội vã. Vinh tụng Chúa Cha vua trời cao cả, cùng Chúa Con đứng chuộc tội cứu đời, và Thánh Thần lửa yêu mến sáng. Tham dự và chứng thay con Chúa Trời, linh mục là mối ước của trời thay.
cho người nghèo khó, trong trái tim thầy có tuyệt vời. Xin cho người hoàn chiếu đức tin thành của Chúa, không bao giờ tàn cuối, chúc nhân người luôn sáng lòng. Cảm ơn tất cả con dân giáo xứ Hà Trang vừa viết lên một tiết phẩm thật là tuyệt vời về cuộc đời của tân linh mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm của chúng ta. Và ra đây mời lên sân khấu và xin được kính mời quý cha và quý thầy dòng Châu Sơn Đơn Dương Lâm Đồng cùng bước lên sân khấu với chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha và xin mời các bạn cùng ở lại tại chỗ. Vâng, tôi kính thưa toàn thể quý đồng đoàn, những giây phút vui mừng trong đêm hoan ca tạ ơn chúc mừng tân linh mục Phêrô Kim Ngôn có lẽ nó sẽ còn âm vang mãi trong dòng chảy của thời gian. Ngày hôm nay chúng ta cùng vui mừng với tân linh mục Phêrô Kim Ngôn, ngày hôm nay chúng ta cùng nếm trải vinh quang hạnh phúc với tân linh mục Phêrô Kim Ngôn, nhưng ngày mai tân linh mục Phêrô Kim Ngôn của chúng ta sẽ phải quên đi niềm vui hạnh phúc của ngày hôm nay, trở về với con người đời thường, sẽ phải cất bước lên đường tấn công phục vụ tha nhân. Nơi đó tân linh mục của chúng ta sẽ không tránh khỏi những khó khăn thử thách, những chông gai đang chờ đón ngài. Chúng ta hãy cùng tiếp tục nâng đỡ cầu nguyện cho ngài để mỗi bước chân loan báo tin mừng của tân linh mục Phêrô Kim Ngôn chúng ta luôn được bình an và hạnh phúc trong Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban hội đồng phục vụ giáo xứ Hà Trang, ban an ninh, ban âm thanh, ban ánh sáng, ban trật tự và cùng toàn thể quý thuộc đoàn giáo xứ Hà Trang, quý vị tân, quý vị khách quý xa gần, quý vị không cùng tôn giáo với chúng tôi đã đến chung chia niềm vui cùng với tân linh mục Phêrô Kim Ngôn Nguyễn Văn Lâm.